em mới gọi điện về cho vợ, thì vợ lúc đó cho em nói chuyện với bố luôn. Không ngờ bố của Huệ thì nói chuyện lại hợp với em. Thế là em mới ngỏ ý là thôi bây giờ nếu mà không đậu công an thì vào đào đây rồi. Em học kế toán đi anh nuôi. Là cái Huệ có hụt hẫng giống như là chồng không? Dạ, lần đầu tiên con nhìn thấy anh bước xuống ui hên quá không bị thọt, ui hên quá không bị thọt, nhưng mà sao mà xấu thế? Xấu thế con không thể nào tưởng tượng ở chỗ xấu lắm. Em xin chào anh Quốc Thuận, em xin chào chị Hồng Vân và em xin chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Su Khôi, em hiện tại là cũng đang trên con đường sáng tác âm nhạc, là nhạc sĩ luôn. Sinh sống và làm việc tại Bình Dương ạ. Hiện tại thì mới nhất thì em có ra một MV cho vợ em ạ. Sản phẩm em cũng thấy là tâm đắc, em cũng dành sản phẩm đó cho vợ em thể hiện ca khúc đó. Cưng nói đi, cưng giới thiệu về mình luôn đi nè. Dạ, con xin chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân. Con tên là Huệ, mọi người hay gọi con là Tiểu Huệ ạ. Thì con hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương ạ. Công việc của Huệ bây giờ cũng là ca sĩ đúng không? Dạ không, hiện tại con vẫn đang làm là nhân viên văn phòng tại một công ty bao bì cà tông ở Bình Dương ạ. Thế sao chồng lại nói là chồng sáng tác cái ca khúc đấy và dành cho vợ để vợ hát? Khi mà anh nói là anh sáng tác cho con một ca khúc thì con cũng cảm thấy rất là thích, cho nên là con đồng ý và con đã thể hiện ca khúc đấy của anh sáng tác ra. Vậy hả? Dạ. Hai vợ chồng có thể song ca một đoạn. Dạ, con xin phép ạ. Ừ. Tình yêu ai đã đổi thay mà ngờ đâu em nào có hay, giọt buồn ai nỡ rêu cho ướt lệ từng đêm em nhớ thương. Cứ suốt kiếp bên nhau muôn đời mai khắc sâu, người về mang thương nhớ để trái tim ai mộng mơ. Chiếc lá úa phai tàn giờ người cũng dối gian, để ngàn năm thương mãi ôm bóng hình một mình đơn côi. Cứ suốt kiếp bên nhau muôn đời mai khắc sâu, người về mang thương nhớ để trái tim em mộng mơ. Chiếc lá úa phai tàn giờ người cũng dối gian, để ngàn năm thương mãi ôm bóng hình một mình đơn côi. Hay quá. Ôi, giọng ơi. Cao vút luôn vậy chị ơi. Hai đứa gặp nhau thế nào nhỉ? Đó. Hai đứa gặp nhau nó giống như là một câu chuyện thần kỳ á cô ạ. Tại vì lúc đấy là con đang học năm cuối lớp 12, con chỉ có một cái điện thoại, lúc đấy là cũng chưa thể nào gọi điện FaceTime rồi các thứ đâu. Lướt trên Facebook và vô tình con nhìn thấy một người inbox cho con, và cái hình đại diện của anh ta là một cây đàn, anh ta để một cái bông hoa ở trên cây đàn đấy. Và con cảm thấy khá tò mò là ủa tại sao lại có một người, chắc anh này biết đánh đàn đây, nhắn tin cho con. Và con đã trả lời, và lúc đó là tụi con mặc dù xưng hô cậu và tớ, và thế là tụi con biết nhau qua mạng Facebook ạ. Cái Facebook của vợ em Tiểu Huệ thì có cái hình đại diện, nhưng mà ngày xưa cái năm 2015 á, nhìn nó không có rõ. Nhưng mà em vẫn thấy là cảm nhận được là Tiểu Huệ cũng xinh. Lúc đó em đã đang đi làm trong Bình Dương rồi chị ạ. Đang đi làm rồi. Dạ. Đúng không? Lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời thật thì như thế nào? Cách bao lâu? Cách đó chắc cũng khoảng tầm 6 tháng. Tại vì cuối năm đó con phải thi đại học xong. Nhưng mà con không đậu thì sau 6 tháng thì tụi con mới gặp nhau lần đầu tiên tại sân bay Tân Sơn Nhất ạ. Khi mà con quyết định không có đậu đại học ấy, thì anh mới gọi điện cho con nói là thôi em vào trong này đi, vừa đi học vừa đi làm, anh lo cho. Kiểu đại khái là như vậy. Hơi bị chiêu đấy. Chiêu lắm. Việc bộ ổn định như là như giả sao mà vào để anh lo cho. Lúc đó thì Tiểu Huệ đang học lớp 12, nhưng mà Tiểu Huệ học giỏi lắm. Tiểu Huệ là thi vào, tính là thi vào ngành công an á. Thì cái năm đó là em nhớ là ngành công an họ lấy là 27 điểm, nhưng mà Tiểu Huệ thì thi được 26 điểm rưỡi rồi. Ôi, còn có 0,5. Nếu mà Tiểu Huệ mà đậu công an là Tiểu Huệ không có vào, là không gặp được luôn, không gặp được luôn, là không có duyên luôn. Đúng rồi. Trước đó quen thì em có mua quà quần áo này đồ em gửi về cho Tiểu Huệ, là trong mà, cái 6 tháng mà chưa gặp. Đúng rồi, trong 6 tháng chưa gặp á. Thì em cũng biết là nếu mà mình gửi cho quà cho Huệ như này á, nhưng mà nếu mà Huệ đậu công an thì Huệ cũng không có vào đây. Cái tính của em á, thì khi mà em gửi quà về cho Huệ á, em cũng không có mong muốn là cái quà đó là phải được đền đáp, đừng đáp cái gì đấy. Khi mà gặp đầu tiên trên cái hình đó, em cảm nhận được là Huệ có cái nét gì đấy nó chân thực. Mình có thể là thôi không có duyên số thì giúp đỡ Huệ cũng được.
Đó. Hay quá. Em mới gọi điện về cho vợ thì vợ lúc đó cho em nói chuyện với bố luôn. Không ngờ bố của Hệ thì nói chuyện lại hợp với em. Thế là em mới ngỏ ý là thôi, bây giờ nếu mà không đậu công an thì vào đây em học kế toán đi anh nuôi. Tại vì trong này họ có cái chương trình là đào tạo kế toán là vừa học vừa làm á. Học ban đêm cho nên là nó rất là tiện hơn ngoài Bắc mình. Đó, thế là em bàn với vợ em như thế thì vợ em bàn với bố vợ thì hai bố con đồng ý luôn. Em bàn sao mà bố lại chấp nhận cho em vào trong này vậy? Thật ra thì em cũng không biết là hai người đã nói chuyện gì với nhau. Chỉ biết là anh đã book vé máy bay cho cả em và bố của em bay vào trong này luôn ạ. Thì em có đi taxi lên em đón. Lúc đó là xưng hô là vợ chồng rồi. Vợ mặc cái áo trắng nhá, đội cái mũ màu trắng luôn. Thế là em mới gọi anh taxi bảo là anh chạy lại cột số 10 á. Thì vừa lại cột số 10 thì em thấy vợ em. Thì lúc đó em thấy vợ em nhìn đen lắm. Tại mới ở quê vào mà. Sao mà không giống ở trong hình, sao mà xấu vậy? Sao mà không giống ở trong hình, sao mà xấu vậy? Rồi sao? Em biết là như vậy nhưng mà em vẫn không có thổ lộ ra. Mà em vẫn chào bố với em lên xe. Còn nói vợ nữa không hay là có, em có nói... vẫn là nói trước mặt bố luôn. Vẫn gọi vào vợ với lại gọi vào bố luôn. Hai mà. Dạ. Nhưng mà trên đường trên taxi á thì em có cái cảm xúc là ô, chẳng lẽ cuộc đời mình lại phải ở với cô gái này hay sao? Sao mà cô ấy nhìn trong hình khác mà ngoài khác thế nhỉ? Hụt hẫng. Ông ấy tự cảm thấy lúc đấy em hụt hẫng lắm. Vấn đề là cái Huệ có hụt hẫng giống như là chồng không? Dạ, lần đầu tiên con nhìn thấy anh bước xuống thì hủy hèn quá không bị thọt. Nhưng mà sao mà xấu thế? Con không thể nào tưởng tượng ở chỗ xấu lắm. Trên xe con có suy nghĩ giống như anh không? Suy nghĩ y chang. Con có suy nghĩ như con nói, chết rồi, chả lẽ lại vướng phải cái ông này sao? Nghĩa là cả hai đều hụt hơi. Dạ đúng rồi. Hụt hơi hết. Rồi đêm đó có nhậu với bố không? Đêm đó thì có uống rượu với bố không? Đêm đó thì có uống rượu với bố. Tâm sự với bố nhiều không? Rất là thẳng tính đó. Ông mà ưng thì ông dễ lắm, nhưng mà ông không ưng là ông không có chấp nhận đâu. Có nghĩa là hôm ấy ông ưng rồi. Bố cũng một phần nào đó là tin tưởng em. Rồi. Đó. Cho nên hôm ấy là bố coi như cảm nhận của em là bố chấp nhận đúng không? Dạ. Đợt đó là bố về là bố đi bằng ô tô về á, xe đò về á, trên đường về á. Bố khóc quá trời luôn. Khách ở trên xe mới hỏi là tại sao mà bố lại khóc. Thì bố nói là bố cứ kể như vậy đó, mang con gái đi bây giờ về một mình không biết là cuộc sống của con gái như thế nào, gặp anh kia có tốt hay không. Thì 100 cái suy tư ở trong lòng bố, cho nên bố nghỉ, bố buồn, bố khóc. Bố về nhà thì ngày mai mẹ của Huệ ấy, gọi vào nói là ôi con ơi về đi thôi, đừng ở nữa. Lúc đó kiểu như là mẹ cũng lo, không biết là con mình đi vào đấy một người quen trên mạng thôi, không biết gặp mặt mũi ra sao. Bây giờ sợ chứ. Đúng sợ. Rồi, bây giờ vào ở như vậy thì nó sẽ lo đủ thứ, lo cả đủ thứ đó. Không biết là sẽ sau này điều gì mà khiến cho Tiểu Huệ quyết định là Tiểu Huệ đồng ý ở lại. Lúc đó con cũng không biết tại sao con lại đồng ý ở lại nữa. Con suy nghĩ, con chỉ cảm thấy rằng là anh này có vẻ thật lòng với mình. Con cứ suy nghĩ như vậy thôi. Còn bây giờ tới cái phần kia đi, đã là vợ là chồng với nhau rồi, anh thấy Tiểu Huệ rất là hiền, có thật xấu gì không chàng nhạc sĩ? Vợ em hay cãi em lắm. Em nói đúng không cãi, mà nói sai không cãi. Vợ em cũng không có được cẩn thận lắm. Hầu như vợ em mà làm cái gì thì em cũng phải làm lại. Tính em thì lại cẩn thận. Thế bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Chỉ mong muốn là vợ cứ như vậy, cứ phát huy như vậy. Bây giờ tới Tiểu Huệ đó. Thánh kỹ tính, chúa kỹ tính. Từ cái đơn giản nhất anh cũng ký. Con rất là bị ức chế vì cái sự kỹ tính đó. Nên là con mới cãi kỹ khóa. Dạ, đúng rồi. Ví dụ như thế này đi. Khi mà anh ấy đi mua một cái gì đấy chẳng hạn, là anh sẽ đứng đi xem nguồn gốc này, xuất xứ này, chất liệu này, sản xuất bao năm, công ty nào làm này, rồi có thương hiệu không, như thế nào. Tóm lại phải là một quá trình như thế đó. Xong rồi anh mới quyết định mua. Thật là kỹ luôn. Kỹ tính quá. Với thứ hai nữa là nói nhiều, cực kỳ nói nhiều. Tại vì cái tính của con là nói một lần thôi là con sẽ không cãi. Nhưng mà tại vì anh nói nhiều lần quá là con sẽ cảm thấy bị ức chế. Không hiểu sao nhé, cứ người ngoài khen là con lại thích, người nhà khen là con lại rất là ghét. Con không hiểu tại sao là như vậy. Nên là anh nói nhiều quá. Cứ mỗi lần mà anh tập nhạc cho con là một câu đó là anh phải bắt con hát lại cả ngàn, cả trăm lần luôn. Và nói rất là nhiều lần. Bài thì là banh luôn cuốn học rồi còn gì nữa. Đúng rồi, banh luôn rồi. Nhiều lúc có cái bài nãy mà cao như thế mà
Bác hát 100 lần, 1000 lần thì con mà chết. Đó. Con có mong muốn chồng thay đổi điều gì không? Con chỉ mong muốn chồng con thay đổi một cái thôi. Đó chính là hãy thoải mái hơn, đừng có gượng ép mình quá. Tức là sợ mọi thứ nó không có tin tưởng những cái thứ xảy ra xung quanh mình nhiều. Tức là mọi người khá là đa nghi. Nên là con nghĩ là anh hãy sống thoải mái hơn một chút xíu. Hãy tin tưởng vào cuộc sống này nhiều hơn. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đã tới chương trình nha. Em tên là Phạm Văn Tâm, em đang là hướng dẫn viên cho công ty du lịch Sài Gòn Việt. Và còn đây là bà xã của em. Em tên là Tuyết Lan, em năm nay 23 tuổi và em hiện đang làm bên nhà hàng khách sạn. Các em là quê là ở đâu ạ? Em gốc là sinh ra ở ngoài Hà Nội và lớn lên trên mảnh đất là Lâm Đồng và sống thì thành phố Hồ Chí Minh. Lan và Tâm là quen nhau là ở ngoài quê hay là ở trong thành phố Hồ Chí Minh? Em với anh Tâm cùng học chung trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Và khi đó vô tình ở chung dãy trọ với nhau. Phòng của bé Lan là trước phòng của em. Cứ mỗi lần mà đi học về cũng đều phải đi ngang qua cái phòng của cô bé này. Tính của bé cũng rất là nhí nhảnh cho nên em thường hay trêu quẹo khi mà mỗi khi mà đi ngang qua cửa phòng của bố. Em trêu sao? Ví dụ như là nhiều khi hỏi chuyện mà: "Ê, hôm nay là bao giờ mày về quê?" Thì bảo chứ, thì khi nào tao về kệ tao, mày hỏi chi. Khoảng được 6 tháng, những đứa mà xung quanh phòng của em á thì đều nói là: "Ê Tâm, mày với nó hợp nhau đấy. Hai đứa mày yêu nhau đi." Lúc đó thì em nghĩ trong đầu chỉ trên tinh thần là bạn bè vui chơi, nói chuyện vui vẻ thôi, không có yêu đương gì cả, đang học mà. Thì bạn bè nó thách thức: "Bây giờ mày mà qua mày tán bé nó đi, tao sẽ đầu tư cho mày, đó là mỗi một lần mày qua tao sẽ cho mày một chai xe này." Dưa, qua dưa. Thế lúc đó Tâm mới nghĩ mà: "Chúng mày bị điên hả? Mày nghĩ sao để tao đẹp trai vậy mà sao mày nghĩ mày yêu bé vừa đen vừa xấu vậy? Tại sao?" Chẳng dễ sợ. Trời ơi, không đẹp trai bởi vì không coi ta xấu. Sau đó thì em cũng có cảm tình với anh Tâm trước. Em ấn tượng thế nào về con người này mà em lại có tình cảm trước? Ấn tượng thứ nhất là giọng nói, thứ hai là cái tính cách hai đứa cũng giống nhau, thấy nó cảm giác nó gần gũi. Như lại là có một cái nét quyến rũ gì đó mà nó tiềm ẩn trong con người của ảnh, đúng không? Rồi đến khi nào về em mới để ý cô này? Trong đầu mình không có tư tưởng thích. Trời, có nghĩa là mấy bữa qua mà nói chuyện là chỉ vì cái gì xe hai thôi đó. Thiệt là quá đáng. Rồi bao lâu thì em mới thích vợ em? Đến Tết, về nhà ăn Tết xong, sau đó mới trở lại lên thành phố để học tiếp. Thì bạn bè của em đầu năm mà gặp mặt nhau để đi hát karaoke chơi cho vui, thì nhóm của em là toàn là đực rượu không à. Thế thì bạn mới alo cho em bảo: "Ê Tâm, mày có kiếm được mà đứa con gái nào không để đi chơi cho nó vui? Bạn bè mình toàn con trai đực rượu không, chán lắm." Trong đầu nghĩ ra ngay bé Lan rồi. Tại vì nói chuyện thân mật quá mà, mày tao quá trời mà. "Ok, có, tối nay tao có này, tối nay dẫn đi." Mà bắt đầu là nhắn tin cho bé Lan là hẹn bé Lan tối chở đi chơi karaoke nhá. Thì lúc đó là cũng có ba người đều nhắn tin rủ em đi chơi. Nhưng mà em nói là hễ mà ai nhắn tin trước ấy thì em sẽ đồng ý đi chơi với người đó. Thì lúc đó không biết sao là anh ta lại người nhắn tin đầu tiên. Khi mà em dẫn bé Lan vô trong phòng á, bạn bè của em cứ nhìn, nhưng em giải thích lên mà không phải bạn gái nhá. Thế thì mấy đứa bạn em bảo: "Wow, nhìn bốc lửa nha mày, nhìn hot girl mày, nhìn chắc chắn chứ, yêu đi mày, yêu đi." Trời đó. Mà lúc đó bé Lan có nghe không? Lúc đó em cũng chỉ ngồi nói chuyện với lại mấy người kia, với lại hát karaoke thôi, chứ em không để ý gì tới anh Tâm. Rồi sao? Bạn bè mới là kích thích em là đi cua đi, yêu đi. Thôi không cua, bạn bè bình thường yêu đương cái gì. Thế thì bạn bè nó nói: "Thôi, thế mày không yêu mày đưa số điện thoại cho tao." Ở trong lòng bức xúc liền, bạn mình dẫn đi mà không lẽ bây giờ mình không cua mà để cho bạn mình nó cua, vô lý quá. Ở đâu đó mới nhìn kỹ lại: "Ồ, cũng thích bốc lửa thiệt." Rồi ánh đèn bờ bờ lung linh đó, là láng rực rỡ. Lúc đó trong lòng nó cũng có mấy cái cảm giác gì đó là có lẽ là mình cua đi. Lúc đó có bia chưa? Dạ chưa, lúc đó là mới bắt đầu nhập cuộc thôi. Sau khi mà kết thúc cái chuyến karaoke về á, rồi em mới nhắn tin cho cô ấy. Trung bình là một ngày nữa cả 100 tin nhắn. Trời ơi. Đến chừng khoảng 10 ngày sau em mới có cái ý tỏ tình với cô ấy. Thế nhưng mà không lẽ bây giờ mà tỏ tình thì: "Ê Lan ơi, tao yêu mày lắm, mày có yêu tao không?" Như thế thì nó kỳ quá, nó vô duyên quá. Lúc này bắt đầu mới dựng lên một cái chiến thuật ngỏ lời yêu. Chiến thuật ngỏ lời yêu sao Lan? Mới đầu anh Tâm bảo là bây giờ tao đang yêu một cô bé, bây giờ không biết là có nên tỏ tình với nó không. Ra em biết là anh Tâm đang nói cái cô gái đó là em mới bảo chứ thôi mày từ từ đã, bây giờ mày mà tỏ tình nó chưa chấp nhận được đâu. Xong cái nửa tháng sau cái anh Tâm lại nhắn tin bảo chứ bây giờ tao thấy tao có tình cảm nhiều lắm rồi, thôi chắc tao quyết định tao tỏ tình. Rồi em cũng suy nghĩ, tại vì từ trước giờ em cũng chưa yêu ai hết á, thôi kệ cứ yêu thử đi. Xong cái em mới bảo chứ vậy thôi mày thích em gì mày nói. Sau khi mà đã nhận được cái tín hiệu xi nhan bên kia qua thì lúc này em mới tỏ tình với cô ấy. Từ ngày đấy giờ là hai đứa yêu nhau. Khi mà yêu nhau rồi đó, chị biết cái quá trình mà chuyển từ bạn mà qua anh với em đó là nó ngưỡng ngưỡng kỳ lắm. Từ bạn mà qua thành anh em đó là đã ngưỡng rồi, bây giờ cũng hồ chi từ mày tao qua anh em, biết nói sao?
Rồi không có xin bằng tiếng Anh đâu. Vừa đấy là hai người đang ngồi tâm sự ngoài công viên á, thì anh Tâm mới đề nghị cho anh hôn cái đi. Em chưa hôn bao giờ hết á, em nghĩ là hôn ghê lắm, toàn là nước bọt không à. Mà em nghĩ đó chứ em đâu có nói đúng không? Em không nói rồi, tao không hôn đâu, nước bọt ghê lắm. Sao rồi, làm sao? Không lẽ mình khẩu trang không? Không, lúc đó thì mình là con trai mà, mình phải chủ động chứ sao. Cứ dí sát vô má ấy. Không dám hôn môi liền, hôn môi chịu ghê. Hôn vô má trước thôi, cứ chụp vô má cái thôi. Hai ba cái đầu không cho hôn. Lúc đấy làm gì mà ơi, ôm tới chặt lại này, không cho trốn luôn. Hôn vô ép hôn đó, cứ hôn đó. Thế thì nằm im, hôn từ từ, nó lại nhả ra, không dám hôn lâu. Nó nhớ nhớ nằm bảo ghê nhặng đầy nữa, mất công ngang ghê từ chết. Ở chút xíu thấy im nữa, chụp cái nữa thả ra. Rồi từ từ cho quen đã, khi quen xong bắt đầu hôn từ thì nàng cứ ngồi im. Rồi em nói anh Tâm, bây giờ anh thích hôn thì cứ hôn đi, chứ em không có hôn. Từ đêm tới sáng, cứ ngồi ôm. Trời, từ tối rồi tới sáng luôn. Hôn mà có giải lao không? Nghĩ là lao không? chút, khỏe ôm, hôn tiếp. Đó, do trời lạnh mà ngồi công viên xương nó xuống cái ghế đá nó ướt cái mông, sau rồi buổi đêm mà không được đi WC nữa thì em cũng rất là khó chịu. Chỉ mong cho tới buổi sáng để có người đi quét rác thì lúc ấy phòng trọ em mới mở cửa để lúc em mới được về phòng trọ ngủ. Có nghĩa là một cái cảm giác biết sao mà nói phải không? Dạ, lúc ấy ngại cũng không dám nói. Nhưng mà vấn đề là em, chồng em hôn em vậy em có thích hay không? Hơi thích thôi chứ chưa có thích hôn. Cho anh hỏi Tâm, anh thấy trong người của em có cái cuốn gì lòi ra Tâm, giống như thực đơn quán nhậu hả? Cái cuốn này á được gọi là cái hợp đồng tình yêu. Cái hợp đồng tình yêu này là ý cũng muốn là để mình gửi đến cô ấy rằng là mình đến với cô ấy là bằng một cái tình yêu chân thật, bằng một cái tình cảm thật, chứ không phải là qua đường mà nói dối. Trong bản hợp đồng này là có ghi rất là rõ nội dung và công việc của từng người khi yêu nhau. Trời ơi, ông này ông làm du lịch mà tôi tưởng ông làm doanh nhân không à. Cho anh coi nghĩa không? Để về tôi làm cái. Ồ, nó tiếng Anh không căn à. Cứ vào điều 1999 của Bộ luật Hình sự. Bộ luật tình yêu đã quy định rõ khi hai bên A phái nam và B là phái nữ yêu nhau thì cần phải tuân theo các điều lệ sau. Điều 1: anh luôn luôn có thái độ quan tâm chăm sóc với em. À, chị bây giờ nè. Bây giờ em thấy nhìn nhiều thấy quá, đó. Đọc ta. Em nhìn thấy cái cuốn này là em nghĩ là chắc tới top mới hết đó. Để coi chị coi bao nhiêu điều. 40 điều. Để bật mí cho quý vị khán giả với lại Thuận, cái điều này là cái điều dễ thương nhất nè. Bên cạnh các điều lệ còn có hình phạt dành cho hai bên nếu làm sai các quy định như sau. Nếu như một trong hai bên làm sai theo điều khoản ở trên thì phải lấy bên kia làm vợ, mở ngoặc chồng, đóng ngoặc và chăm sóc cô, mở ngoặc anh ấy suốt đời. Ghi chữ đỏ nè. Suốt đời. Nhấn làm chữ đỏ đúng đó. Chức trách của một người chồng mở ngoặc vợ tốt trong tương lai nè. Em khôn quá à Tâm ơi. Ghi nè, ghi số điện thoại nè, rồi chữ ký xác nhận hai đứa cùng ký luôn. Nó có sách mắt cái trứng thay ghét không? Nhìn cái bản hợp đồng ứa gan. Nhưng mà rất là dễ thương, chị nghĩ rằng á, cái bản hợp đồng này em đừng để cho nó bị rách nha. Về phải đóng lại đi. Em mốt để cho con mình nó rách coi. Rách này là cũng là do là mỗi bên là giữ một quấn. Có cái quấn này bị mở thường xuyên. Một tuần là phải mở ra do xem là anh sai cái điều nào. Tuần này có đúng như cái lời anh nói hay không. Sai bắt phạt liền. Vậy thì chắc lẽ là một trong hai bên phải có người làm sai rất nhiều cho nên mới có cuộc hôn nhân. Dạ đúng rồi anh. Lúc mà mới yêu, mới làm bản hợp đồng ấy, được khoảng cỡ một tháng ấy, thì làm rất là đúng. Nhưng mà sau đó cứ dần dần là anh trốn hết, không làm điều gì hết á. Thì bây giờ vấn đề ở đây là cái đó là cố tình mà cố phải tình làm sai phạm thì mới được lấy bên kia đó. Mà công nhận em ghê thì có Tâm. Vậy thì là bao lâu thì em mới phản là bắt phải lấy em? Thì sau khi quen nhau được 3 năm anh. 3 năm sai hoài vậy đó hả? Càng ngày sai càng nhiều. Rồi em có sai không? Vợ em có sai không? Cũng có nhưng mà cái số lượng nó rất là ít. Tại vì chủ yếu là vợ em ở nhà cầm cuốn hợp đồng là nhiều à, dò xét xem là mình có sai gì không để mà tối về là bắt lỗi thôi. Thì sau khi mà kết hôn thì em còn phát hiện ở ông chồng của em ổng còn sai phạm nhiều điều hay là có những cái tật xấu gì không? Lúc mà mới yêu á, sinh nhật em thì anh rất là lãng mạn, đốt nến rồi tặng hoa hồng dây chuyền này nọ. Sau khi kết hôn thì không có được tặng cái gì hết á, thay đổi 180 độ. Ngày nãy thì cũng không được chở đi chơi, không được tặng quà gì hết á, chỉ ở nhà mình tủi thân khóc thôi. Không, tại vì trong khi yêu và trước khi cưới thì em cũng đã có nói rất là rõ với lại vợ em rồi. Anh là một người hướng dẫn viên, những cái ngày nghỉ của khách là những ngày mà anh làm việc, những ngày lễ khách được nghỉ thì anh phải đi làm việc, thì vợ phải hết sức thông cảm cho cái điều đó. Cho nên nhiều khi là những cái lúc mà sinh nhật của vợ là nhiều khi nó trùng đúng vào cái dịp nàng đi tour. Là lấy được bao lâu rồi cưng? Tới hiện tại bây giờ là được 2 tháng. Yêu 3 năm mà lấy nhau được 2 tháng. À, nghĩ là sinh nhật mới đây thôi đúng không? Dạ. Mới có lần thôi.
Nhân dịp nhưng này mà... là trách khéo phải không? Cho nên là năm sau nếu mà sinh nhật của bà xã em á, thì anh nghĩ nếu mà có đi tour thì dẫn bà theo, thấy không? À, còn cái gì nữa không? Anh Tâm ở rất là bừa bộn, quy định một ngày chỉ tắm một lần thôi, không tắm lần thứ hai. Nhiều khi em thấy cả một ngày đi làm về chiều thấy nóng bà chứ, thôi em đi tắm đi, thôi sáng tắm rồi giờ không tắm nữa, tắm duy nhất một lần đấy là quy định của anh Tâm. Nói chung mà anh tiết kiệm nước cũng hay. Còn Lan thì tắm mấy lần? Ngày nào mình cảm thấy nóng quá thì mình tắm hai lần hoặc ba lần gì đó tùy cơ ứng biến thôi, còn anh Tâm thì chỉ duy nhất một lần. Anh thấy Tâm rất là hiền, chắc ở nhà chắc là chắc chắn là trong gia đình chắc Tâm chắc bị em ăn hiếp đó đúng không? Không dám đâu anh, nhìn vậy thôi. Em có gia trưởng không? Anh Tâm á, suy nghĩ như vậy này, những cái công việc ở nhà ấy là của vợ chứ không phải là của chồng. Khi mà hai đứa đi làm về thì nhiều khi em cũng muốn anh Tâm phụ em mà dọn dẹp nhà với lại nấu cơm, thì anh nhất định không chịu. Anh cứ bảo chứ đấy không phải là công việc của anh, đấy là việc của phụ nữ, nên anh không phụ giúp em cái gì hết á. Tại sao em không có tự soạn một cái hợp đồng tiền hôn nhân ở đây? Có hợp sau đồng chương trình này nữa. Chắc về là em soạn hợp đồng kia. Thế còn Tâm, em bất ngờ vợ em sau khi hôn nhân là điều gì? Trước khi yêu á, vợ em là một người cũng rất là vui vẻ, nói chuyện cũng rất là hòa nhập, rất là ít càu nhàu khi mà em làm sai cái gì đó. Nhưng mà đến khi mà đến cưới về rồi á, cái đó hầu như nó không còn nữa, và cái độ nó nâng được lên gấp trăm lần. Trăm lần? Trăm lần. Trời, nhiều khi chỉ cần một cái sai nhỏ nhỏ chút xíu thôi là bắt đầu cười ở đồng ra. Nhiều khi mình là chồng mà mình cảm thấy hầu như ủa cái này vô duyên quá, có chút xíu mà tự nhiên nói hay là nạt, nói kiểu nói nạt á. Em thì hay có cái tật là nói to tiếng thôi chứ không có nẹt gì hết á. Cũng thường xuyên cãi nhau nhưng mà chỉ là cãi qua cái lại xong cái mắc cười quá xong cái hai đứa cười xong cái hết giận. Tức là cãi nhau thì xưng hô là sao? Ông với tôi hay là anh với em hay là... Dạ, tùy trường hợp, cái nào cũng có. Cái điều mà em mong muốn duy nhất thôi, giảm bớt cái có những chuyện gì mà nhỏ nhỏ mà có làm lỡ làm sai ấy, thì chỉ cần nhìn cái rồi nhẹ nhẹ rồi nói nhỏ nhẹ chút chứ không có đùng lên quát tháo chỉ bới, là nhiều khi nó nảy ra cái mâu thuẫn giữa chồng với vợ. Đậm ra dễ dẫn ra đến cãi nhau. Mà đó là cái điều duy nhất mà em mong muốn thôi. Có nghĩa là vợ em là chỉ còn thay đổi đó thôi. Dạ. Là hoàn hảo đúng không? Dạ. Còn em muốn anh Tâm thay đổi nè, anh bớt gia trưởng đi và biết phụ giúp vợ, bớt cả nảy nữa. Anh Tâm rất là hay cả nảy người khác, mặc dù nhiều khi biết cái điều đó là khó nhưng mà khác là cứ làm giúp, nên em cũng không có thích cái tính đấy của anh, quan tâm tới vợ nhiều hơn. Chị thấy tụi em á có một cái gì đó nó rất là lạ, mà gọi là hiếm đó chứ không phải là lạ bình thường đâu. Tại vì khi mà tụi em bắt đầu dắt tay nhau mà ngồi ở ghế á, thì chị đã thấy có một cái gì đó nó rất là nhí nhảnh mà ngộ lắm. Một chút xíu gì của chồng á là vợ cũng cảm thấy buồn cười được, và ngược lại thì một cô vợ rất là sởi lởi. Cái vấn đề á mà các bạn mong mỏi ở nhau á là hai cái điều tỷ lệ thuận với nhau đó. Em không muốn vợ em lèm bèm nữa thì em bớt gia trưởng đi, có nghĩa là em phụ vợ em đi để cho nó bớt lèm bèm. Tại vì sao biết ông, vợ chồng son mà, hai người cùng nấu cơm cùng ăn nó sẽ rất là ngon. Rồi lúc mà hai người cùng rửa chén á, nó cũng rất là tình cảm. Biết đâu á, sau một cái lần rửa chén á, thì là một cái mầm sống nó lại gọi là hình thành trong cô ấy. Bởi vì tự dưng á, lúc đó tự nhiên cái sự cộng hưởng nó ngộ lắm em. Thử đi. Mình bây giờ mình bớt cái gia trưởng và mình xuống thành gia thứ đi. Trưởng với thứ. Rồi cảm ơn tụi em nghe. Cảm ơn Tâm và Lan. Bước ra anh tưởng đâu trong đó nó có tấm gương. Chị cũng hết hồn, chị tưởng là thằng Bin nó tham gia vợ chồng son luôn á. Nó nghe nè, sáng nay mới cạo đúng không? Anh cũng mới cạo luôn. Hai anh em mình được cái bóng lưỡng. À, rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Đinh Thị Thanh Thủy. Em sinh năm 1989. 1989 là nhiêu tuổi ta? Bây giờ anh chị cộng trừ nhân chia nó dở lắm rồi. Năm nay nếu mà tính luôn là 32. 32. Trẻ trung say đắm quá. Dạ. Trẻ hơn số tuổi. Nghe. Cảm ơn anh. Rồi, nghề nghiệp ở đâu? Em hiện tại bây giờ là em đang đi hát nhóm. Nhóm hát. Và em đánh DJ thêm. Có chơi DJ nữa hả? Dạ. Ủa em hát nhóm nào vậy? Giới thiệu em luôn đi. Em hát nhóm The Queen. Queen. Dạ, không biết anh em mình gặp nhau chưa ta? Dạ chắc cũng có. Anh nghe cái tên này quen lắm đó nghe. The Queen. Rồi mời ông xã. Dạ em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Tiến Đạt. Em năm nay 35 tuổi. Hiện tại công việc em đang là quản lý cho nhóm hát. Cô ca sĩ là coi như là dưới sự điều hành cả cuộc sống lẫn sự nghiệp của một anh quản lý đó. Nhưng mà là làm quản lý trước khi cưới cô ấy hay là sau? Dạ sau anh. Sau. Dạ. Thì quản lý xong rồi quản lý một thời gian mới yêu nhau đúng không? Đúng em không? Đoán đi, em làm thầy bói coi. Chắc có nghĩa là cơ duyên hai người gặp nhau nè. Mới làm quản lý thôi. Chứ trước đây là khán giả.
Một khán giả đi coi thấy nhóm bốc lửa quá, mà đặc biệt là thấy cái cô này cổ ấn tượng nhất trong nhóm, có một cái chiếc răng khểnh quá đẹp, hay là quyết định cua và sau đó trở thành quản lý, đúng không? Dạ, trước là em đi hát chung với chị hai của ảnh, là nhóm Trendy Girls. Sau đó em mới nhóm nghỉ thời gian thì em mới làm nhóm mới. Nhưng mà anh đoán nó có đúng cái phần nào không em? Không. Dạ hơi sai chút xíu. Bé nó lịch sự quá chị. Nghe bé nói là chị biết là không đúng. Bé nó lịch sự hết sức luôn. Hơi sai. Thôi bây giờ đừng để anh đoán nữa. Tại tại chị một chỉ có hay kêu anh đoán lắm. Khoái khoái cười. Mỗi khoái cười chứ cái nỗi đau. Mỗi lần mà anh Bin mà anh đoán nó hề hước lắm. Nó không có cái gì mà trúng vô cái gì hết trơn trời. Ta cũng trúng bộ, lâu lâu cũng trúng miếng. Rồi bây giờ thôi nè. Bây giờ thôi, vậy thì hai vợ chồng kể cho anh nghe đi. Đó, cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng biết nhau và bắt đầu yêu nhau? Dạ, là trước khi mà em biết ảnh á, là em làm việc chung với lại chị hai của ảnh. Đó, em là đi hát chung với chị. Sau đó thì em mới biết ảnh. Lúc đó thì ảnh chưa có vào nghệ thuật, chưa có quản lý em. Lúc đó làm gì? Dạ, cũng là bên tụi em nghỉ. Rồi. Cái lần đó là hai đứa biết nhau là cách đây bao lâu rồi? À, nếu mà tính ra là cũng 14-15 năm. Nhưng mà cái khi mà em thấy cô bé này đi hát chung với chị của mình á, thì cái lần đầu tiên mà em diện kiến cô bé này thì cái cảm giác của em sao? Thì lúc đó em thấy cũng xinh xinh. Xinh, xinh, xinh bằng bây giờ hay là hơn bây giờ hay thua bây giờ? Nói thiệt. Thiệt không bằng giờ chị, không bằng giờ. Không bằng giờ. Thì anh nói là anh về anh chăm á, anh chăm đẹp hơn xưa đó. Là xinh là em thích liền không? Đó. Em có thích liền không? Dạ chưa chị. Cái chưa duyên thích tới là, chứ lúc đó là thực tế là em chưa có cảm xúc với vợ em. À, cảm xúc mà chị biết là thấy cô bé này dễ thương đó. Hỏi thẳng luôn là lúc đó em có bạn gái chưa? Có nhiều lắm anh. Lúc đó chắc là tóc bồng bềnh đúng không? Đâu, hồi xưa là hot boy anh. Hot boy. Còn em sao? Em nói luôn đi, em nói cái cảm giác khi mà em gặp anh này lúc... Nói chung là em gặp anh lúc đầu em cũng không có ấn tượng gì nhiều. Mà hình như là em thấy em ghét ổng nhiều hơn. Ủa sao vậy em? Sao hot boy mà em ghét người ta là sao? Dạ, thường em thấy ai mà mặc đồ bảnh trai hay này nọ là em cảm giác người đó kiểu giống như là... sao ta? Đào hoa lắm luôn. Đúng rồi anh. Cảm giác em thấy không có được... tin tưởng là tin tưởng an tâm đúng không? Đúng rồi chị. Dạ, đúng. Càng hot boy thì là em sẽ không nhìn tới. Nhưng mà cái bề ngoài của ảnh á là nó có khác với cái tâm hồn và cái tính tình của ảnh không? Tức là ở ngoài thì nhìn như đào hoa nhưng mà ở bên trong nói chuyện có hiền lành, có tạo thiện cảm với mình hay không? Thì nói chung là rất là lịch sự. Nói chuyện cũng rất là dễ thương, nhưng mà kiểu như là do giống như là mới em chưa biết á, cho nên em cảm giác em ghét. Lúc đó là em bây giờ là ba mấy mà gặp anh nhiêu tuổi là mười mấy năm. Lúc đó em học lớp 10, lớp 11. À giờ chưa được 18 luôn đúng không? Thì thường là mấy bé mới lớn nó hay vậy lắm. Nó có một cái gì đó mà tâm tính nó mưa nắng thì cũng nó mưa nắng lắm mà kỳ. Nó giống như nhiều khi nó thích đó. Rồi đến khi nào thì hai đứa bắt đầu quen nhau? Để nói cho nghe, nhiều khi nó thích đó nhưng mà làm bộ nó không thích. Hiểu không? Hiểu không? Nghĩa em là... có cảm giác gì không? Em có cảm giác con bé nó nhìn mình nó cũng ngã đó, nó cũng đổ đó. Nhưng mà nó xạo xạo, nó làm bộ, nó chứng tỏ ra đây là ức. Có không? Lúc đó em cũng không nghĩ tới. Vậy hả? Rồi sao quen? Tại vì nói chung là tại vì lúc đó thì giống như là cũng có nhiều người muốn cua em á. Ổng là người giới thiệu để người ta cua em. Ồ vậy? Mà cuối cùng á, người ta không có dính. Mà không dính? Mà dính không? Lý do gì dính ta? Lý do gì mà dính được tay hay vậy? Tại vì tới cái quán cà phê đó thì bạn bè em ai cũng hỏi hết á. Ai cũng ngồi nói chuyện với bà hết. Thằng em đâu có trách nhiệm đâu, em cứ ngồi góc ra ngoài kia. Em ngồi im. Cái bà thấy sao thằng nào mà im nó láo láo. Vậy đó, tự nhiên cái bà lại... Vô tình là cái thằng em im nó lại là gây chú ý. Dạ đúng rồi. Cố tình im để cho mình chú ý. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới chính thức quen nhau? Dạ thì cái ngày hôm đó là cũng giao thừa. Thì mấy đứa em á rủ đi đi chùa đêm giao thừa. Mà cuối cùng mấy đứa nó không ai đi. Còn có hai đứa em mà em đã lỡ xin nhà cho đi rồi. Mà bây giờ ở nhà thì bị quê. Thôi giờ hai đứa đi luôn. Có mình hai đứa thôi. Là thế là đi vô chùa, là chùa Vĩnh Nghiêm á. Là tụi em đi vô chùa cúng xong xuôi, lúc mà đi ra ngoài á thì ngồi đứng nói chuyện hết đơ đơ đơ, hết kỳ kỳ ngại ngại. Cái sau ổng nói thôi mệt quá, bây giờ nắm tay luôn đi. Kỳ quá. Là lúc đó là quen luôn. Lúc đó quen luôn. Là dính luôn. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó mới 17, 18, 17. Chứng giám đó.
Bùa ra xong là coi như là dạ, quen rồi. Luôn. Cho nên mai mốt người ta hỏi, ô lần đầu tiên các bạn quen nhau là đâu? Dạ tôi quen ở trong chùa. Rồi sau đó là tình cảm của các em nó nảy nở, nó nhiều kỷ niệm đẹp không? Hay là nó gặp trắc trở? Dạ lúc đó thì vẫn chưa đâu. Tại vì cứ nghĩ là quen đi, thử coi sao. Nhưng mà khi anh quen em rồi anh còn đào hoa không? Còn anh. Còn yeah. Giấu em á. Nhưng mà có như vậy nào? Như vậy là có nghĩa là bạn này bạn nói giấu như vậy có nghĩa là đã có cái sự chẳng hạn như là bắt cá hai tay chẳng hạn. Có không? Có không chị? À, tức là trong cái thời gian quen á thì hai đứa thì vẫn quen bình thường nhưng mà những bạn gái cũ hay nhắn tin rồi rủ đi ăn sáng thì nào. Cái vô tình em phát hiện thì em mới biết chứ đâu em đâu biết là ổng có bạn gái trước hay này nọ. Cái sau em mới phát hiện là ổng đang quen với con đó vậy đó. Nhưng mà tự nhiên quen em. Cái xong rồi cuối cùng thì hai người dứt khoát nào em không biết. Tức là ủa là sao em kể tiếp đi em, có nghĩa là em từ chối chị. Từ chối người kia. Em từ chối, em không nhận cuộc điện thoại của họ. Nhưng mà sao bà này lại thấy tin nhắn rồi bà cũng gọi. Đi ăn sáng. Bà gọi trực tiếp cho bên số luôn. Rồi thành thử ra em đâu dám mong mang nữa. Dứt luôn. Im luôn. Im luôn. Dứt bên kia luôn. Dứt khoát luôn. Dạ. Mà hai đứa là giống như là hai đứa quen vậy trơn tru suôn sẻ hay là có những lúc nào mà hờn giận chia tay không? Nhau không? Đó. Dạ cũng có chứ. Có giận. Nó không thì không ai tin đâu. Dạ. Có giận. Dạ. Mà ai là người ai là người mà gọi là ấy trước? Thì cũng cái vụ đó xong là bà giận em. Bà giận em xong rồi bà cũng có trả thù không? Chắc em nghĩ cũng có đó. Tức là chủ động chia tay hay sao? Tức là cho thời gian vậy, cho thời gian. Cho em thời gian suy nghĩ là bây giờ anh hoặc là anh chọn em hoặc là anh chọn người ta. Thì em cho anh 2 tuần. 2 tuần để anh suy nghĩ xem như thế nào, anh trả lời cho em một câu quyết định. Thì trong lúc đó thì ngày xưa bà tham gia nghệ thuật mà thì ca sĩ này nọ kia lên tập. Thì cũng là đi chung với người ta ăn uống thì đó, cái em phát hiện lại. Xong rồi em lại ghen ngược lại. Nhưng mà em cố tình em dằn mặt ảnh hay sao? Dạ đúng rồi anh, đúng rồi đó. Tâm lý dằn mặt. Nhưng mà tới lúc mà anh ghen ngược lại thì lúc đó em sao? Dạ là, nói chung là thì giống như là bạn bè mình đi chơi, mình đi ăn thì cái bạn nó chở em đi thôi. Thì em cố tình cho ổng thấy mà. Khi mà thấy rồi cái ghen ngược lại em làm hùng làm hổ với người ta. Thì khi mà làm hùng làm hổ vậy rồi thì em thấy là thôi mình dứt khoát với bên người bên kia đi. Tội để... em ra không phải, tức là cũng bạn bè thôi chứ không phải là quen nha. Tức là mình chỉ là mình đi chơi, đi ăn, đi uống rồi người ta chở đi thôi. Rồi xong rồi tới lúc mà ổng thấy lúc mà chở lên phòng tập á, tại vì em nói là cho thời gian ổng suy nghĩ mà, thì em cũng có phải có thời gian, có không gian riêng của em. Đó. Cho ổng biết là đâu phải là không có anh, em không có ai. Nhưng mà ở đó vậy nè. Thì lúc mà ổng ghen lại á thì em thấy là thôi mình phải như thế nào phải rõ ràng. Đó. Thì khi đó em mới nói là bây giờ anh quyết định sao vậy đó. Thì ổng nói ổng quyết định, ổng chọn em. Thì em cũng quyết định vậy thôi. Tôi không chọn anh. Rồi nhìn bến bao lâu thì, tại vì lúc đó là em còn, thật ra lúc đó em vẫn còn nhỏ. Dạ còn nhỏ đó. Nhưng mà gia đình có biết nhau không? Đến bao lâu thì anh mới đến nhà em? Gia đình em biết luôn. Không biết sao chứ hồi lúc mà em còn đi học á, bạn mà gọi điện thoại tới hay gì mà nghe tới con trai á, gia đình em khó lắm. Trời la không cho quen mà. Như vậy sợ, chắc chắn anh không dám đến sợ nhà. Bị ảnh hưởng tới việc học của em. Cho nên la dữ lắm, không cho quen, em cũng không dám quen. Tới năm lớp 10, lớp 11 em chưa có quen ai luôn. Cái khi mà quen biết được ảnh rồi đó, ảnh qua nhà em. Mà ở nhà thấy ổng kiểu cảm giác như là chắc hiền với lại này nọ vậy đó. Đó cho nên là cũng ân hay sao á, cái không làm khó dễ không nè. Cứ vậy. Qua nhà rồi ăn cơm giống như là con cái cháu trong nhà vậy. Như ở nhà, rễ trước như đúng nhà không? Của mình vậy luôn à. Dạ đúng rồi. Nhưng mà qua có phụ ba mẹ được không? Có thể hiện là một dạ, người đàn ông coi như là rất là tháo vát việc nhà không? Dạ, nấu ăn luôn đó anh. Ngoan lắm anh. Nấu ăn luôn đó. Nấu ăn luôn hả? Nấu ăn luôn. Chắc ông bà và vợ tương lai lúc đó chắc cưng lắm đúng không? Tại còn trẻ mà, ba má vợ em cũng trẻ lúc đó. Nhưng mà thời gian đó là kéo dài bao nhiêu lâu em? Hai đứa quen nhau trong dạ, cái thời gian đó là bao lâu? Một năm mấy rồi, hai năm mấy. Rồi xong là cưới luôn á hả? Dạ. Dạ cũng chưa đâu. Tại vì nói chung là ổng cưới em là cũng giống như là bị bất đắc dĩ. Bác sĩ báo cưới hay sao? Dạ không, tức là mấy chị á bên nước ngoài về á cái đi qua thấy ủa sao cái thằng này nó làm gì mà nó cứ vô nhà mình nó tự nhiên quá vậy. Đó cái nói cái bài em nghe cái bài em mới kêu ổng ra nói con mốt con qua đây thì con ngồi ở đây bớt chơi tự nhiên lại phải không? Bớt tự nhiên lại. thì lúc đó thì ổng thấy
bực quá đi về nhắn tin với ba. Ừ ba ơi con muốn có vợ. Là nói với ba em hả? Không, nhắn với ba ảnh. Thế xong mới qua hỏi cưới. Lúc em nhắn tin nói với ba thì gia đình của em phản ứng như thế nào? Lúc đó em nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em là 22 tuổi. 22 tuổi rồi dạ. Lúc đó mà đội đàn ông 22 tuổi mà xin cưới vợ là gia đình hơi bị sốc đó. Dạ. Không biết nhà em có sốc không chứ mà bây giờ thằng con chị mà nó biểu nó xin cưới vợ là chị sốc dữ lắm á. Dạ. Nhắn tin với ba là ba ơi con muốn lấy vợ. Ba em cũng nhắn được một tin về nhà đi rồi tính. Vậy đó. Rồi xong rồi ba mới bàn với nhà là dẫn bà ngoại qua bên nhà bên này. Nhà tính thiệt. Để hỏi luôn. Rồi. Khi mà qua thì gặp ông nội bên này, ông nội này cũng ưng. Ưng rồi ông nội kêu là thôi tao gả. Nhưng mà đầu năm thì hẹn cuối năm mới cưới. Đó thì hai bên cũng nói chung là lúc đó cũng suôn sẻ lắm. Ồ vậy hả? Dạ. Nhưng mà chị hỏi là lúc mà về em về gặp ba đó. Rồi cái điều đầu tiên ba nói với em là gì? Giống như là lúc mà ba nói về đi tính á, lúc ba gặp em ba nói câu gì? Ba hỏi thì cũng hỏi là con muốn lấy ai rồi thế này thế nọ thì con thì sau đó em mới nói là bé Thủy tham gia chung với chị á. Ở nhà mới nói cũng được. Vậy hả? Chắc cũng nhờ chị đó, coi như là cây cao bóng cả của chị đó chị vô rồi, bởi vì gia đình là ưng liền đó. Chứ mà cả hai bên. Tại vì biết sao không, 22 tuổi á là với con trai là còn trẻ lắm. Đúng rồi. Còn con nít lắm. Trời 22 tuổi chưa giờ nghĩ luôn á. Sự nghiệp cái lúc đó còn chưa có cái gì, thành ra là mà đòi lấy vợ một cái là thấy mệt rồi đó. 30 tuổi mà tôi còn chưa có ý định lấy vợ luôn đó. Nói chứ lúc đầu ba em cũng không có đồng ý đâu. Tại vì còn nhỏ quá. Với lại ba cũng dự định là cho em qua bên Mỹ á để định cư. Nhưng mà cuối cùng em quen ông này nè, các em từ chối em không đi. Như vậy là cả hai bên đều đồng ý hết. Dạ, vậy chắc rồi. Chắn là đám cưới các em không có gì gọi là trắc trở hết đúng không? Dạ. Nghĩa là trước khi đám cưới có một cái trục trặc gì nữa không? Dạ có. Nữa hả? Cái trục trặc nói chung là định ngày cưới xong xuôi hết rồi. Thì có giấy mời đi nghĩa vụ quân sự. Là đi cũng 1.5 năm. Tháng 10 cưới thì tháng 9 em nhập ngũ. Tháng 8. Làm sao? Ủa vậy có đám cưới đâu? Dạ thì xin về cưới xong rồi lên đơn vị lại. Trời ơi vậy đó hả? Mà mình không có giờ được ngày cưới sao? Dạ, đã mời hết rồi. Dạ đã lên thiệp với lại đã mời rồi. Vậy là cái cưới xong á là cái đêm tân hôn chắc tức tưởi lắm hả? Về được 5 ngày. Coi như cái tuần trăng mật bị khuyết. Đúng rồi. Tuần ta 7 ngày để ở được có 5 ngày còn tính luôn quá. Ngày cưới. Mà vợ còn quá nhỏ nữa đúng không? Lúc đó chắc em 19-20 hả? Dạ, tính ra là 19. 19 à, đúng không? Rồi, như vậy khóc là đến nay không? Là... Khóc dữ không? Dạ, dạ cũng không đến nỗi. Tại vì em ở nhà ba má chồng á, thì ba má chồng cũng thương. Với lại em ngủ chung với má chồng em. Tại vì má chồng thấy em ngủ mình nó chắc buồn á, cho nên lên ngủ chung với em. Kinh quá hả? Dạ. Hồi nào mà anh bộ đội về thì má chồng đi xuống lại, đúng không? Đã. Cũng 5 rưỡi anh. Ủa em... tới bây giờ là các em cưới nhau được là 10 mấy năm rồi đúng không? Nếu mà tính luôn năm nay là 13. 13 năm anh. Con cái sao rồi? Con em nay 12. Ủa vậy là sau cái tuần lễ khuyết á của đêm tân hôn đó là dính bầu luôn hay gì? Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Chắc chắn luôn rồi. Em về là con em xuất ngủ là con em được 3-4 tháng gì đó. Tại chú bộ đội là đè nén rồi cũng cả tháng trời. Thì đó. Rồi về cưới một cái là 5 ngày tân hôn. Cái đêm động phòng là phát pháo cái là dính luôn đó. Thì đó là dồn nén để còn đi chứ. Đi đúng không? Ở các em còn quá nhỏ như vậy đúng không? Chắc chắn là cái đêm động phòng chắc nó có nhiều cái chưa thể khám phá được đúng không? Nó còn thiếu kinh nghiệm đó đúng không? Nên kinh nghiệm. Sao Đạt? Thôi em cũng đêm động phòng ấn tượng không? Ấn tượng chứ anh, ấn tượng chứ. Em nói chung là cái thời đó em còn nhỏ lắm, em không biết gì luôn á. Đến nỗi hôn mà em còn không biết hôn làm sao luôn mà. Nhưng mà hai đứa là giữ cho nhau cho đến ngày cưới đúng không? Dạ. Thì bởi vì mới dính em bé luôn đó. Mà ông này 22 tuổi rồi lúc đó cũng vẫn còn trẻ lắm. Đúng rồi rồi. Rồi trong quá trình mà lấy nhau rồi là có em gái mưa rồi anh trai nắng gì không? Hai đứa. Có chắc luôn. Nói chung luôn. Là có chắc trong cái thời gian mà còn trẻ quá mà. Đúng rồi anh. Nói chung là trong cuộc sống gia đình mà lúc nào cũng phải có cái gọi là trục trặc cái này nọ. Mười mấy năm rồi chứ không phải là ít. Thì có những cái biến cố này nọ. Nhưng mà sau những cái biến cố đó thì mình cảm thấy là mình cần nhau hơn, mình hiểu nhau hơn. Chứ không phải là sau những biến cố đó mình tan tành hay gì đó. Sao em? Cái chuyện em gái mưa là có xảy ra đúng không? Dạ đương nhiên là phải có. Là trong trường nào? Hợp nào? Trong trường hợp nào? Dạ trong cái thời gian mà em đi diễn bên nước ngoài á, em đi Úc. Đi thời gian cũng 10 ngày. Lúc đó cưới nhau được bao lâu rồi?
cũng được 8-9 năm rồi. Ồ, mới đây 8-9 năm. Dạ rồi. Thì lúc đó em đi Úc em diễn mà cũng 10 ngày. Thì ở nhà cũng quản lý ca sĩ rồi cũng quản lý em đó. Mà em đó thì muốn đi theo hát dòng bolero á chị. Nhưng mà cuối cùng thì em đã hát không được. Cái cuối cùng thì không quản lý. Đó thì em thấy là dắt đi giới thiệu người này người kia vậy nọ. Rồi em thấy nhắn tin qua lại nói chuyện này nọ vậy đó. Rồi em phát hiện, tại vì khi mà em về á, cái điện thoại hả, mỗi lần mà em kêu đưa cho em hay gì nọ, giấu. Run rẩy lắm, run rẩy lắm. Không dám đưa. Tới tối em gần em chôm cái điện thoại để em coi sao mà có ngày cứ giấu điện thoại hoài luôn. Đó, cái xong em gần, mà gần không được. Đang ngủ này em chụp cái điện thoại cái giật mình giật lại. Rồi, em nói chắc chắn là có chứ mày không có. Kiểu này là chắc chắn là có. Đó, cái xong mà em chụp đại vậy mà dính. Hỏi thẳng luôn, hỏi vậy mà dính. Đó, cái xong em mới phát hiện ra. Đó, rồi hỏi ra thì cũng chưa có gì hết. Cũng mới có kiểu như nhắn tin qua lại, gần gũ thì mưa nắng chút đỉnh đúng đó. Rồi, đúng rồi chị. Là đó, lại phát hiện ra. Là bạn mày thôi đó. Dạ, xong rồi em kêu, em nói chuyện với ba mẹ. Em được cái là có gì em nói chuyện với ba mẹ để giải quyết. Em không có tự giải quyết mình. Rồi có chơi chiến thuật dằn mặt lại ảnh không? Anh trai nắng luôn. Dạ không. Tại vì lúc đó cũng lớn rồi. Em không có cái kêu sự đó nữa. Cái lúc kia là còn nhỏ. Dạ đúng rồi. Tại vì khi mà mình gia đình mình con nữa, mình phải suy nghĩ cho con mình. Lúc đó em sao Đạt? Có năn nỉ, có giải thích hồi gì không? Sợ hãi chứ. Có sợ gãy đổ chứ. Không? Có năn nỉ chứ. Rồi ba mẹ cũng kêu qua. Ba mẹ bên em cũng kêu qua ra ngồi nói chuyện. Rồi tao cấm mày vậy đó, không được vậy. Mày được, mày được. Phải nói với lại vợ mày sao? Rồi thế là lên bàn thờ ông bà rồi hứa chứ cửu quyền tổ. Dạ, đúng rồi. Là cái đó là không có chối. Anh nghĩ là chỉ có trục trặc cái vụ đó thôi đúng không em? Dạ đúng rồi. Tới nay là không có còn cái vụ nắng mưa nữa đúng không? Dạ. Rồi, sợ thôi, rồi. Chúc mừng. Sợ tới giờ luôn. Thật ra là các em lấy nhau từ cái thời mà còn rất là trẻ mà cho tới bây giờ mà chỉ có một cái chút xíu như vậy thôi thì cũng phải nói là các em cũng đã giữ cho nhau rất là nhiều để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình ha. Dạ. Rồi bây giờ mình vô cái vụ kia đi chị ạ. Kia đi em ơi. Kia đi. Cái đại hội dạch mặt em đi. Biết cái vụ đó không? Vụ đó là cái vụ ăn tiền đó nghe. Cho Đạt nói trước đi. Đạt sao em? Nãy thấy Đạt coi như là nãy giờ ngồi mà em hiền. 13 năm trời về trung chăn trung gói với cô ấy, có phát hiện cô ấy có nhiều tật xấu không? Tật xấu gì không em? Nói thiệt. Tật xấu của vợ em thì nói chung là vợ em dở lắm, dở về nấu nướng, giặt giũ, tất cả mọi cái dở lắm. Công chuyện nhà dở. Dạ dở. Là không biết làm, không biết là nấu sao? Luôn, không biết làm, chỉ biết nấu được hai món à. Mì trứng, mì tôm với lại chiên trứng thôi. Trời, hai món khó quá em. Chiên trứng nó còn dễ hơn luộc đó. Có những người chỉ biết luộc thôi. Sao? Còn có biết rửa chén không? Ít lắm anh. Cái con em nói cho mẹ, mày rửa chén được nhiều lần lắm đó ngoại ơi. Cái mà ngoại hơi một mẹ mày rửa được mấy lần? Dạ hai lần luôn á. Trời ơi, rửa được tới hai lần trong 13 năm đó, ghê thiệt chứ. Quá nhiều luôn, số lượng quá nhiều. Không biết về nữ công gia chánh đúng không? Dạ. Rồi ngoài ra thì có cái tật gì nữa không nè? Nói chung là cái gì em cũng làm hết á. Về nhà là em làm hết cho. Tính mà tình còn, thì sao? Giờ em còn tật xấu gì nữa không? Dữ lắm anh ơi. Dữ lắm. Dữ thì mới giữ được em đó, đúng không? Cực dữ cỡ nào đâu em? Nó dữ là dữ như thế nào? Cực dữ. Chửi em dữ lắm. Nhưng mà cũng không có tục. Ví dụ em xỉn nhậu về này kia là chửi ghê lắm. Chửi sáng dậy còn chửi tiếp nữa. Nhưng mà mỗi lần chửi vậy thì em sao? Em có phản ứng không hay là im lặng? Em im mà. Em im xong nghe rồi em bỏ em đi uống cà phê. Vậy đó. Vậy là nóng tính đúng không? Giờ dạ, em là nóng tính đúng không? Giận lâu không? Buổi trưa là xong rồi, chiều về đi. Thường mấy người nóng tính không có giận lâu em ơi. Nóng rồi xả ra xong là hết đó. Chưa về ăn cơm là xong rồi. Còn gì nữa không? Không có biết làm việc nhà nhiều nè, rồi nóng tính nè, rồi còn gì nữa không? Nói chung là kiểu ai đó thôi chứ. Có hay nói đi nói lại một vấn đề không? Dạ có chứ, nhai đó. Nhai đó. Nhai nói nhiều đó. Có nhai là chuyện cũ không em? Dạ không. Đó, được nghe. Nhưng mà cái đó được á. Sợ nhất là phụ nữ mà đem chuyện cũ ra nói. Đó. Rồi tới em đó. Không là nhiều lắm. Tại vì em thì không thích nhậu nhẹt. Mà tối là cứ nhậu miết à. Tại ngoại giao á. Ngoại giao để kiếm xô cho ngoại giao rộng. Dạ đúng rồi. Đó, cứ mỗi lần nhậu là em gọi điện thoại không bao giờ được. Ít ra là cũng phải anh đang đi với ai hoặc là sao cho mình biết. Này không,
đó, nhậu. Cứ mỗi lần nhậu về là em la, mà em la là là tới sáng. Trời ơi, giọng thứ mà nhậu về là chỉ có muốn ngủ thôi em. Mà tưởng tượng đi về bác ngồi bác cứ lải nhải hoài. Căng á, căng nhằn của hai tới trưa ngày hôm sau luôn anh. Mà em ngủ được không á? Cái quan trọng là ông có ngủ được không? Mà vậy mà nó vẫn phải ngủ nè. Ngủ hết. Vậy mà nó vẫn còn nhậu được là hay lắm luôn á. Chứ còn căng nhằn kiểu đó là làm biến nhậu luôn á. Tại vì em không thích em nhậu nhạt nhiều. Rồi nhậu nhiều rồi còn gì nữa không? Thứ nhất rồi, thứ hai là ngủ á, khi mà kêu dậy á, một cái có công việc cái gì á, kêu chừng ai luôn. Khó dậy, ngủ vậy đó. Ngủ qua ổng ấy đó. Hồi nhậu rồi xong về có làm phiền cái vợ đó, không? Cái đó tật rồi, tật rồi. Dạ đúng rồi. Hai em, nhậu thì xong về có làm phiền vợ không? Bị cái tật là đã nhậu về khuya thì cứ việc về ngủ đi, không. Alo, em ăn cái gì không? Anh mua về cho em ăn. Cứ lôi đầu mình dậy mà ăn. Nó đang mà quạo trong nữa. Khi quạo, đúng quạo luôn. Mình đang ngủ mà. Đó, mà trong khi em đâu có ăn khuya đâu, em giữ giác nữa. Đó, cái xong kêu dậy ăn mà ăn khuya. Mà mua một lần mua về, mua 2-3 phần. Đó. Cho ai ăn dữ vậy? Ổng ăn. Ổng ăn 2 phần. Cái tật mà nhậu em xong về khuya hay đói bụng lắm đúng không nè? Dạ đúng, dạ, đúng rồi, đúng rồi. Anh vậy á. Bạn. Anh em cứ dạ. Hai cái đầu. Đồng cái đầu ghê luôn. Ừ. Dạ. Rồi sao nữa cưng? Đó, cứ kêu vậy rồi đi toilet thì lúc nào cũng lâu đó. Đi vô chổng giống như là muốn ngủ ở chổng luôn hay sao á. Là buổi sáng hay buổi là lúc sáng anh. Đó là đi cả tiếng đồng hồ vậy đó. Mỗi lần mà có công việc cái gì trời ơi. Réo gọi ghê gớm lắm, đúng không? Rồi còn gì nữa nè? Chỉ có nhiêu đó thôi. Dạ. Rồi giờ em mong muốn đạt thay đổi điều gì? Thì nói chung là bớt nhậu giùm em. Bớt nhậu lại. Dạ. Là con em là bây giờ có một đứa rồi đúng không? Dạ, dạ đúng rồi chị. Ờ, bớt sao không có thêm lại nữa? Phải bớt em nhậu mới có thêm được. Em cũng chưa có dự định đẻ thêm. Tại vì nếu mà đẻ là phải kiếm thằng trai. À đứa lớn đứa gái hả? Dạ đứa gái. Còn nếu không thì thôi không đẻ nữa. Dạ. Chút ra đây anh chỉ cho bí quyết cái đứa gái. Ủa, con mà nhậu kiểu này là không bao giờ mà ra con trai. Trời, người ta rượu bổ. Dẫn ngoài cái đó được đó. Rồi giờ Đạt muốn muốn vợ thay đổi điều gì nè? Dạ, em thì muốn bà hiền chút thôi. Hiền chút hả? Hiền chút. Trời, nó đơn giản quá mà em bớt nhậu đi nó hiền lại. Đúng rồi, đúng rồi. Nó chỉ giữ nhất lúc mà em nhậu rồi nó căng nhằn chữ nhữ nó la lối thôi thì giờ 50-50 đi. Tuần 7 lần thì giờ mình bớt còn 2 lần thôi. Chị thấy ngay từ tối tới trưa luôn đó. Thì đó, thì tại vì em nhậu đó, nó ghét nhất là nhậu dạ, mà đúng không? Dạ đúng. Mà bả nhai có khi nào em trả lời lại không? Đạt không, em im. Em im xong rồi đi. Em đi. Đi đi xong rồi em im. Rồi quay về la tiếp. Dạ không, quay về là không. Quay về là tới chiều là đi diễn rồi. Là chuẩn bị là công việc. Nói chung là em mà đã vào công việc rồi á là em sẽ không có tính mấy cái vấn đề khác nữa. Okay. Rồi dạ. Chị thấy vậy nè, em bớt lợi. Dạ. Em bớt lợi, cái bé nó cũng bớt lợi. Dạ. Bớt lại là có hai cái lợi cho cả hai đứa luôn. Dạ. Là thứ nhất nó giữ được giọng nó ca sĩ mà. Dạ. Bắt nó nói hoài, nó tắt tiếng, nó hát. Em khàn giọng luôn á. Cái thứ hai nữa là em mà bớt nhậu em kiếm được thằng trai. Trời ơi, trăm bề lợi hết trơn lợi đúng không? Đôi đường. Lợi đôi đường. Nghe, thôi dạ. Hai vợ chồng quá hạnh phúc rồi, dạ. Đúng không? Rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình. Ở trong một cái phần rất là hấp dẫn nha. Dạ, rồi. Cảm ơn anh chị. Ok, cảm ơn em. Chờ xíu nha cưng. Dạ.